Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào khách nhé. Hiện tại là buổi chiều của ngày 19 tháng 11 năm 2019. Thì trong video hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ sản phẩm hàng cực kỳ là VIP, hàng thừa. Thì bộ sản phẩm này là anh Tú ở tại Tình Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Anh đã đặt chúng tôi. Anh đã đến duyệt phần mộc rồi. Hôm nay thì tôi quay lại toàn bộ sản phẩm này để gửi lại cho anh cũng như làm kỷ niệm và giới thiệu đến các bạn. Thì đây là tổng thể của bộ sản phẩm đây. Quý vị thấy trên màn hình đây, hàng rất là VIP, hàng dày dặn. Anh thừa chúng tôi là rất là dày. Thì toàn bộ phần khuôn tranh của bộ ghế này là dày 4 phân, ván dày 2 phân đậu. Đấy. Tôi quay, trước tiên là tôi sẽ quay tổng thể bao quát xung quanh bộ ghế cho quý vị có thể xem và hình dung được khi chúng ta kê vào phòng khách nó sẽ như thế nào. Rất là dày dặn luôn, quý vị có thể nhìn thấy đây. Đó, chiếc kệ tivi kia thì cũng là hàng dày luôn. Thì đi vào đường nét chi tiết thì tôi xin giới thiệu với quý vị, thì đây là chiếc đoạn dài có kích thước là phủ bì là 2m4, còn kích thước khuôn tranh là 2m33, sâu 60. Đấy, khuôn tranh quý vị có thấy thì là dày 4 phân, ván dày 2 phân. Đấy, nhìn vào cái đường soi này rất là sâu quý vị này. Sâu dày và gỗ chúng tôi chọn lục nạc. Rất là đẹp, không có vết vá gì cả. Hàng rất là VIP. Cái vách này thì chúng tôi dày 2 phân nhá, và được đục chạm rất là nổi luôn. Đây quý vị thấy rồi, nó sâu này, nó nổi và van lên. Những cái kẽ này rất sâu này, đấy ván phải rất là dày thì mới đục được như vậy. Còn cái phần cột này thì là của chúng tôi là dày, đây chúng tôi 7 phân đây quý vị. Sẽ 7 phân nhưng trong quá trình làm thì nó sẽ hao đi một vài ly rồi bào trẻ. Cột 10 dày 7 phân. Tay hộp đục cá. Toàn bộ phần xương kia là dày 4 phân rưỡi và bản là 5 phân. Hết. Rất là dày dặn. Đó, bên này hai chiếc ghế nhỏ. Còn chiếc bàn này là có kích thước là 75 và 1m4. Vân gỗ rất là đẹp quý vị nha, vân gỗ gõ đỏ này. Thì những bộ sản phẩm gỗ đỏ này thì giá cả nó rất là hợp lý phải chăng? Quý vị dùng rất là bền tốt và giá cả hợp lý. Đó, phía bên trong kia cũng là một chiếc kệ tivi vẫn của là anh Tú. Thì chiếc kệ tivi này có kích thước là 2m6. Toàn bộ phần khung cánh là dày 4 phân, ván cánh là dày 2 phân rưỡi và được chạm tứ quý Tùng Trúc Cúc Mai. Rất là nổi. Chân hoa hồng, yếm hoa hồng. Phần giữa ngăn kéo ở giữa trước kia là để đầu đĩa thì chúng tôi đã bỏ đi và thay đó là một ngăn kéo nho sóc. Đấy quý vị có thấy được. Khi tôi quay nghiêng chiều nghiêng thì quý vị có thấy được độ dày của cánh kệ này. Được chạm rất là nổi. Phần ván này là cũng là dày 2 phân nha. Rất là chắc luôn. Vân gỗ đẹp. Hàng thửa dày dặn của anh Tú tại Tình Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đó, mọi người có nhu cầu mua sắm những sản phẩm hàng chất lượng như này thì có thể liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng 8 theo số điện thoại là 0957 5086 nhé. Cơ sở có đồ địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây tôi quay tổng thể bộ combo bàn ghế phòng khách cho quý vị xem. Đó. Rất là đẹp. Ok, xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết video này. Thì mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh
để theo dõi được những sản phẩm mới nhất chúng tôi nhé. Tôi sẽ để chi tiết hình ảnh của sản phẩm này ở bên dưới phần link mô tả video dẫn tới website đồ gỗ tùng8.com. Thì mọi người hãy truy cập vào website đồ gỗ tùng8.com nhé. Thì chúng tôi đã để tất cả những cái mẫu bàn ghế phòng khách cũng như là những cái sản phẩm khác của cơ sở chúng tôi ở tại website đồ gỗ tùng8.com rồi. Thì mọi người hãy truy cập vào để có thể tham khảo và mua sắm những sản phẩm ở trên đó. Và quý vị quan tâm đến sản phẩm nào thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn báo giá về mẫu mã, kiểu dáng cũng như là giá cả hợp lý nhất quý vị. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.